Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Quân đội Ukraine sử dụng UAV rồng lửa, phun nhiệt nhôm để phá hủy xe tăng Nga. Theo lữ đoàn cơ giới độc lập số 30 của Kiev, tiểu đoàn máy bay không người lái của lữ đoàn, được gọi tên là Evin Yegorin, đã triển khai UAV nhiệt nhôm trong một cuộc tấn công gần đây của Nga. Trong đoạn video do một UAV khác quay lại, chiếc xe tăng Nga dường như đã bị đâm phải mìn. Sau đó UAV rồng lửa được điều động tới giải nhiệt nhôm xuống và vũ khí của Nga bốc cháy dữ dội. Từ năm 2022, lữ đoàn cơ giới độc lập số 30 đã hoạt động ở khu vực Bakhmut, nên theo Kiev Post, vụ tấn công dường như xảy ra ở hướng này. Vào đầu tháng 9, quân đội Ukraine đã tung UAV rồng lửa được thiết kế để bay thấp và chậm trên các vị trí của đối phương để giải nhiệt nhôm. Đây là hỗn hợp nhôm dạng bột và oxit sắt có khả năng cháy ở nhiệt độ lên tới 3.000 độ C. UAV này tạo ra hiệu ứng giống như súng phun lửa, đốt cháy hàng cây, tán lá và bất kỳ vật liệu dễ cháy nào như lưới ngụy trang mà đối phương sử dụng. Quân đội Mỹ cũng sử dụng máy bay không người lái nhiệt nhôm, cho biết binh lính chỉ có từ 3 đến 10 giây để thoát khỏi một cuộc tấn công nhiệt nhôm. Nếu một người phản ứng quá chậm, khả năng sống sót của người đó sẽ giảm đi đáng kể. Ngay sau khi Ukraine sử dụng UAV nhiệt nhôm, Nga chỉ một tuần sau đó cũng đã tung mẫu vũ khí tương tự. Đây được xem là một trong những loại UAV giúp Nga đẩy nhanh tiến độ tấn công và giành được Vuhdela từ tay Ukraine trong tuần này. Phản ứng nhiệt nhôm đốt các vật liệu dễ cháy, đặc biệt là trong điều kiện khô, dẫn đến các đám cháy nhỏ có thể bùng phát thành đám cháy lớn. Những đám cháy này và khói sinh ra có thể buộc binh sĩ đối thủ phải từ bỏ vị trí. Ngoài ra, nhiệt độ cao của chất này và khó khăn trong việc dập tắt nó cũng làm dấy lên mối lo ngại về thương vong dân sự tiềm tàng từ phản ứng nhiệt nhôm. Vì vậy, vũ khí dùng nhiệt nhôm thường không được khuyến cáo sử dụng gần khu dân cư sinh sống do mối đe dọa. Ukraine phá hủy vũ khí 100 triệu đô la Mỹ của Nga. Ukraine cho biết đã bắn tên lửa ATACMS do Mỹ viện trợ và hệ thống radar NEVOM đắt đỏ của Nga. Quân đội Ukraine hôm 3 tháng 10 cho hay họ sử dụng tên lửa đạn đạo ATACMS để tấn công một trạm radar của Nga nhằm giảm khả năng phát hiện, theo dõi và đánh chặn các mục tiêu khí động học và đạn đạo của Moscow. Việc Ukraine phá hủy radar NEBOM sẽ tạo ra một hành lang trên không thuận lợi cho việc sử dụng hiệu quả các tên lửa hành trình Storm Shadow và Scan-EZ. Các quan chức quân sự nhấn mạnh rằng NEBOM là mục tiêu rất khó tấn công vì nó hoạt động ở chế độ tàng hình, quét đường chân trời để tìm mục tiêu trên không. Quân đội Ukraine cho hay họ tin rằng Nga chỉ còn lại 10 hệ thống NEBOM, mỗi hệ thống ước tính có giá trị khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Mỹ đã gửi tên lửa ATACMS tầm xa tới Ukraine vào mùa xuân năm nay. Và Cố vấn An ninh Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết Ukraine đã cam kết vào thời điểm đó chỉ sử dụng vũ khí bên trong lãnh thổ của mình. Nga hiện kiểm soát khoảng 18% lãnh thổ của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh trong nhiều tháng để Ukraine bắn tên lửa phương Tây, bao gồm cả ATACMS tầm xa của Mỹ và Storm Shadow của Anh vào sâu trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên tới nay, Mỹ và đồng minh vẫn chưa đồng ý với đề xuất này do lo ngại nó sẽ khiến căng thẳng leo thang. NEBOM là phiên bản hiện đại hóa của radar NEBO từ thời Liên Xô, được sử dụng để phát hiện, đo tọa độ và theo dõi các mục tiêu trên không thuộc nhiều loại khác nhau từ máy bay đến tên lửa hành trình và tên lửa dẫn đường, tên lửa đạn đạo và tên lửa tàng hình. Trạm radar này có khả năng theo dõi không phận sâu 700 km vào lãnh thổ Ukraine. Nó đóng vai trò như mắt thần giúp quân đội Nga phát hiện vũ khí của Ukraine từ xa và hỗ trợ máy bay ném bom Moskva tấn công các mục tiêu ở biên giới hai nước bằng bom dẫn đường trên không. Các kỹ sư Nga đã thiết kế radar NEBOM để có thể tích hợp và dẫn bắn cho các hệ thống phòng không Panzer, S-300, S-400 của quân đội Nga. Với khả năng tác chiến và cơ động vượt trội, các radar này đã được chuyển giao cho lực lượng phòng không ở bán đảo Crimea từ năm 2018. Ukraine tăng cường sản xuất vũ khí. Theo các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh, Ukraine tiếp tục nỗ lực tăng cường sản lượng sản xuất vũ khí, thiết bị quân sự và máy bay không người lái trong nước với số lượng lớn để duy trì lợi thế so với Nga trong một số lĩnh vực, đặc biệt là máy bay không người lái.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay, các công ty Ukraine hiện có thể sản xuất 4 triệu máy bay không người lái mỗi năm và nhà nước đã ký hợp đồng sản xuất 1,5 triệu chiếc. Dường như ông đề cập cho năm 2024. Báo cáo lưu ý, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin gần đây tuyên bố rằng Nga có kế hoạch tăng gấp 10 lần sản lượng máy bay không người lái lên 1,4 triệu chiếc vào năm 2024, ít hơn 2 triệu máy bay không người lái mà Ukraine có kế hoạch sản xuất vào năm 2024. Ông Zelensky cũng cho biết Ukraine có thể sản xuất 15 đơn vị pháo tự hành Bogdan mỗi tháng và gần đây đã thử nghiệm thành công một loại tên lửa đạn đạo do trong nước sản xuất. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine hôm 2 tháng 10 cho hay Ukraine sẽ tiếp tục ưu tiên sản xuất máy bay không người lái và tên lửa tầm xa trong nước, bao gồm cả tên lửa đạn đạo. Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal hé lộ vào ngày 2 tháng 10 rằng Ukraine đã phân bổ 7 tỷ đô la Mỹ để mua vũ khí và thiết bị quân sự trong dự thảo ngân sách nhà nước năm 2025, cao hơn 65% so với ngân sách 2024. Ông Shmyhal nói thêm rằng Ukraine đã tăng gấp 3 lần sản lượng vũ khí trong nước vào năm 2023 và tăng gấp đôi trong 8 tháng đầu năm nay. Quân đoàn Ukraine ở nước ngoài khó khăn trong việc tuyển quân. Dự án lập quân đoàn có trụ sở tại Ba Lan thu hút người Ukraine ở nước ngoài gia nhập để được đào tạo và đưa về nước chiến đấu đang gặp thách thức. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết số lượng người Ukraine muốn tham gia quân đoàn Ukraine tại Ba Lan là quá ít. Quân đoàn được công bố vào tháng 7 với tư cách là một đơn vị quân đội tình nguyện. Nhắm mục tiêu là người Ukraine sinh sống tại Ba Lan và nước ngoài. Họ sẽ được tuyển dụng sau đó trải qua khóa huấn luyện của lực lượng vũ trang Ba Lan. Chúng tôi không chịu trách nhiệm tuyển dụng, nhưng số lượng người đến từ phía Ukraine quá ít. Những kỳ vọng ban đầu là rất lớn, với mục tiêu đặt ra lữ đoàn vài nghìn người. Tuy nhiên điều này đã không xảy ra, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết. Quân đoàn trên là một phần trong thỏa thuận an ninh được Tổng thống Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ký vào ngày 8 tháng 7. Các văn phòng lãnh sự Ukraine là bên chịu trách nhiệm tuyển dụng cho quân đoàn trên. Những nam giới tình nguyện tham gia được tuyển dụng theo luật pháp của Ukraine và được đào tạo tại Ba Lan. Hồi tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov kêu gọi người dân nước này đang sinh sống tại châu Âu đăng ký tham gia quân đoàn mới đặt trụ sở tại quốc gia láng giềng Ba Lan. Ông Umerov mô tả đây là một bước đi quan trọng trong việc nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Ukraine với sự giúp đỡ của các đồng minh phương Tây. Ông lưu ý rằng quân đoàn này sẽ nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các binh sĩ Ukraine, những người sẽ nhận được sự đào tạo tiên tiến nhất từ các đồng minh Ba Lan, Litva và các quốc gia EU khác. Ngoài ra, quân đoàn sẽ được trang bị những trang bị tốt nhất, điều này làm tăng đáng kể hiệu quả chiến đấu trên chiến trường. Thỏa thuận này cũng sẽ tạo ra cơ hội cho các công dân Ukraine sinh sống tại Ba Lan và các quốc gia EU khác tự nguyện tham gia bảo vệ Ukraine bằng cách ký hợp đồng với lực lượng vũ trang Ukraine. Động thái diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu lực lượng trên tiền tuyến. Trong thời gian qua, nỗ lực tuyển quân của Ukraine đối mặt với một số diễn biến tiêu cực và tình trạng trốn tránh quân dịch. Tháng 8 năm ngoái, ông Zelensky sa thải toàn bộ lãnh đạo cơ quan tuyển quân ở các vùng trên cả nước và mở cuộc điều tra về nghi vấn tham nhũng liên quan tới những cơ quan này. Ukraine trong thời gian qua đã đẩy mạnh hoạt động cải tiến, tuyển quân, đối phó với tình trạng thiếu lực lượng nghiêm trọng trên tiền tuyến trước đà tiến công dồn dập của Nga. Cơ sở dữ liệu Eurostat ước tính khoảng 4,3 triệu người Ukraine đang sinh sống tại các quốc gia Liên minh châu Âu tính đến tháng 1 năm 2024, trong đó có khoảng 860.000 người là nam giới trưởng thành. Ukraine trong thời gian qua nhiều lần kêu gọi nam giới trong độ tuổi nhập ngũ về nước để đóng góp phát triển kinh tế cũng như gia nhập lực lượng vũ trang để đối phó với Nga. Tháng trước, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan cho rằng các nước thành viên EU nên cắt giảm phúc lợi xã hội dành cho người tị nạn Ukraine để khuyến khích họ trở về nước chiến đấu chống lại Nga. Chúng ta đang làm giảm khả năng tiềm tàng huy động Ukraine bằng cách trợ cấp cho người tị nạn Ukraine.